Xin chào quý bà con, mình là Ly. Hiện tại Ly đang có mặt tại trung tâm cây giống, địa chỉ được đặt ở ấp Mỹ Hòa, xã Mỹ Hạnh Trung, thị xã Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang. Ngày hôm nay Ly xin phép được chia sẻ cho quý bà con chúng ta về cách đóng hàng cây giống online nha bà con. Giao hàng qua mạng, cô chú anh chị mà mua số lượng ít á, thì Ly sẽ đóng hàng qua đường GNT, giao tận nhà cho quý bà con chúng ta luôn. Còn nếu như cô chú anh chị nào mua số lượng nhiều thì Ly sẽ gửi bằng đường xe nè, giống như xe khách nè, xe tải nè ha bà con. Còn mua số lượng nhiều nữa thì Ly sẽ có những cái chiếc xe giống như vậy nè, hỗ trợ giao tận nhà cho quý bà con chúng ta, hết mọi điều kiện giao hàng cho quý bà con chúng ta luôn ha. Còn đây là những cái nhóm hàng dừa nha bà con. Mấy anh đang đóng ở dừa nè, lô dừa trước màn hình đây là dừa đỏ Mã Lai. Dừa đỏ Mã Lai cái đơn này thì là 180 cây, giao bằng đường xe nha bà con. Đường xe thì bên trung tâm cây giống sẽ đóng hơi nhiều một tí xíu. Một bao như vậy là 25 cây nha. Dừa Mã Lai đít bầu thì đang được chủ đầu tư quan tâm để trồng rất là nhiều nha bà con. Thứ nhất, cái cây nó rất là lùn, từ mặt đất lên nó cao khoảng là từ 3 tấc tới 4 tấc thôi. Thì bằng này bắt đầu ra trái rồi. Còn cái thể lít nước trong trái dừa thì nó từ 400 lít nước tới 500 lít nước. Uống nó rất là ngọt, cái hoài nó cũng rất là sai. Và cho trái nó cũng sớm nữa. Từ 18 tháng đến 24 tháng thì bằng này bắt đầu ra lưỡi mèo rồi nha bà con. Thị trường rất là chuộng nên đang được chủ đầu tư mở rộng để trồng cho khu vườn của mình. Dừa thì chúng ta nhẹ công chăm sóc nè, thu hoạch định kỳ luôn ha. Một tháng thì chúng ta hái được trên cây dừa một buồng đến hai buồng ha bà con. Nhẹ công chăm sóc mà có trái bán quanh năm luôn. Còn cái đơn này thì Ly cũng đi bằng đường xe nè. Đi đường xe thì Ly đóng rất là nhiều nha bà con. Vô trong cái thùng xốp đóng nó hơi nhiều hơn một tí xíu. Đơn này thì 100 cây bưởi ruby và có thêm vú sữa mica không mủ nữa nè. Bưởi ruby thì ăn rất là ngon nha bà con. Chúng ta trồng chỉ trong vòng là 24 tháng thì bắt đầu ra trái rồi. Thể loại cây giống của bên trung tâm cây giống nhân giống á, là cái cây ghép. Chọn cái gốc ở dưới á, là cái gốc bưởi lâm cổ cò. Nên cái cây phát triển rất là đồng bộ và cây nó sẽ kháng được sâu bệnh rất là cao hả bà con. Chúng ta mà mua cái nguồn bưởi, bưởi ruby mà được ghép vào cái cây chanh, cây quýt hoặc là những cái cây có muối khác, cái sức đề kháng của nó không có bằng, nó không có bằng cái cây bưởi lâm cổ cò nha. Nên quý bà con chúng ta nhớ cái điều này giúp Ly nha. Còn có những cái đơn dừa nữa nè. Ngày hôm nay bên trung tâm cây giống có đi hàng bưu điện, cũng có đi đường xe nữa nha bà con. Giống như chú ở rất là xa, chú ở ngoài Đắk Lắk á, thì Ly sẽ gửi bằng đường xe tải đi tuyến quốc lộ 14 nha. Chú ra quốc lộ 14 chú nhận hay bà con. Tại vì xa quá không có đi ra bằng đường xe tải nhà được. Nếu như mà đợi đi ghép đơn đi chung thì nó cũng hơi lâu. Nên Ly sẽ gửi bằng đường xe tải bên ngoài ha. Ghép đơn đi chung đó bà con. Còn những cái đơn này là đóng hàng online nè. Đóng hàng online đóng rất là kỹ nha. Đây thấy không con? Đơn Sabo Mexico nè. Rồi cam sòn Sabo Mexico 5 cây. Sabo Mexico 7 cây, cam sòn 5 cây. Đó, đóng rất là kỹ. Đóng thành kiện là như vậy hết nè. Giống như cái đơn này 4 cây thì Ly sẽ quấn lại giống như nhà gì đó, nó dính thành chùm lại với nhau, nó không có tách rời cái cây giống của chúng ta ra được nha bà con. Nó tưng cỡ nào đi chăng nữa nó cũng giữ liên kết lại với nhau. Ở trên thì kẹp theo những cái cây tre rồi có bó cục gạch tông giống như vậy nè đó. Còn đây là những cái đơn hàng đóng rồi. Những cái đơn này là những cái đơn dừa. Cây giống thì đóng nó sẽ cao cao giống như vậy. Và bên trung tâm cây giống có hỗ trợ nào quý bà con chúng ta thấy không ạ? Hỗ trợ tiền phí vận chuyển giao hàng cho shipper. Nên hàng của mình đi rất là nhanh nha bà con. Nên Ly sẽ chọn cái đường giao bưu điện. Quý bà con chúng ta cứ an tâm. Giống như là mấy anh đi giao thành công cái đơn này thì Ly sẽ hỗ trợ cho anh là 20.000 tiền xăng ha. Cho mấy anh đi giao hàng cho quý bà con chúng ta cũng rất là nhanh. Ly cũng có để trong đó là nhẹ nhàng giùm nên mấy anh cũng khá là nhẹ tay nha bà con. Đây là những cái kiện hàng đóng rồi hết rồi. Đi hàng cũng rất là nhiều, đa dạng kỳ cây giống luôn. Chú sữa Mika nè, rồi có bơ 034. Ở đây có chanh vàng Mỹ, rồi me Thái nè, Nga Đài Loan. Rồi có lựu đỏ Ấn Độ nữa nè. Lựu đỏ Ấn Độ thì quý bà con chúng ta cũng có thể là trồng chậu được, trồng đất được, trồng kinh tế vẫn được, trồng homestay, trồng cho khách tham quan du lịch cũng khá là ok. Bằng này ra trái nó quanh năm, hoa của nó nở cũng rất là đẹp. Trong trái lựu đỏ Ấn Độ thì nó sẽ màu đỏ rực các bà con. Ăn thì nó ngọt, nước nhiều, cái hạt nó mềm nữa. Thị trường cũng rất là chuộng. Ly cũng thường xuyên chia sẻ cho quý bà con chúng ta rất là nhiều loại lựu. Nhưng mà cập nhật nhiều nhất là lựu đỏ Ấn Độ nha bà con.
tại vì bạn này ăn khá là ngon. Trái nó cũng không quá to đâu, nó từ 3 trái 1 ký, 4 trái 1 ký thôi. Nếu như quý bà con chúng ta chăm sóc tốt thì 400 gram là to nhất nha bà con, không có trái to, không có trái to bự giống như trái lựu Peru, thì 400 gram đổ lại thôi. Có cây táo tàu nữa nè, đây là cây táo tàu, táo tàu xe nhỏ, táo tàu cây nhỏ như vậy thì bên Ly bán là 250.000 trên một cây, trồng cũng khá là nhanh trái. Táo tàu thì chúng ta cũng có thể trồng chậu được, rất là giàu dinh dưỡng nha, ăn táo tàu nhiều thì rất là tốt cho cơ thể của chúng ta hả bà con. Chúng ta cũng có thể ăn trái tươi hoặc chúng ta đem đi sấy khô, chúng ta để bảo quản trong tủ lạnh, chúng ta ăn từ từ, chúng ta nấu chè dưỡng nhan nè, chúng ta mà nấu những cái tiết yến này cũng được luôn ha bà con, rất là tốt. Trước khi hàng đi thì Ly sẽ bấm tem vào trên cây bưởi hết nè. Trong cái tem như vậy thì nó có cái mã QR của bên trung tâm cây giống và địa chỉ và số điện thoại ha bà con. Còn cây dừa thì Ly sẽ bấm trên cái trái dừa giống như vậy. Dừa thì bên Ly sẽ làm dừa trần thôi, không có dừa vô bịch, không có dừa vô cái bầu sơ dừa nha. Để như vậy cho quý bà con chúng ta dự kiểm tra hàng. Đó. Ngày hôm nay Ly xin phép được chia sẻ cho quý bà con chúng ta về cách giống hàng cây giống online. Cô chú anh chị có bất cứ câu hỏi gì thì cứ vui lòng gọi vào hai số điện thoại hiện trên màn hình để bên trung tâm cây giống được đồng hành và giải đáp cho quý bà con chúng ta một cách nhanh hơn và sớm hơn nha. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại vào 18:30 hàng ngày, Ly tiếp tục chia sẻ cho quý bà con chúng ta nhiều hơn, kỹ hơn về những mô hình trồng cây cũng như là những loại cây giống mới nha bà con.